Ngày 12 tháng 1 năm 2022, Phân ban ni giới thuộc Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2021 tại Chùa Thánh Long, đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Sư cô Thích Đàm Lương, Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm trưởng Phân ban ni giới tỉnh, chủ trì hội nghị. Chưa Tôn Đức Phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và 8 huyện, thành phố trong tỉnh cũng về tham dự. Tại hội nghị, trừ Tôn Đức đã được nghe báo cáo tổng kết Phật sự của ni chúng tỉnh nhà trong năm qua. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 459 tỷ khiêu ni, 15 vị thức xoa mana và sa di ni, trong đó có trên 400 vị tham gia khóa an cư tại 6 trường hạ và các cơ sở giáo dục Phật giáo. Hiện có gần 40 ni sinh đang theo học tại các trường Phật học phân ban ni giới đã tham gia xét duyệt hồ sơ khảo hạch giới tử cùng thỉnh hội đồng giới sư ni để đăng đàn truyền giới tại đại giới đàn Thánh Long cho 20 tỷ khiêu ni, 10 sa di ni. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động Phật sự của ni giới cũng bị ảnh hưởng. Các chùa có chư ni trụ trì đã nghiêm túc trong phòng chống dịch và có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện tinh thần gắn bó và đồng hành cùng dân tộc với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, phân ban ni giới tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu và xét duyệt nhân sự tham gia ban trị sự cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cử chư ni tham dự và chúc mừng hội nghị tổng kết Phật sự của các huyện, thành phố. Nhân dịp này, phân ban ni giới tỉnh đã phân công trách nhiệm cho các tiểu ban trực thuộc thảo luận kế hoạch đại lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo dự kiến tổ chức tại chùa Hoàng Văn, Đông Hưng vào đầu tháng 2 âm lịch năm nhâm dần, thảo luận nội quy hoạt động của phân ban, kế hoạch đi thăm và chúc mừng chư tôn giáo phẩm các ban ngành chính quyền nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Phát biểu đúc kết hội nghị, Sư Cô Thích Đảm Lương đã đánh giá cao thành tựu vượt bậc của chư ni Phật giáo tỉnh nhà trong năm qua, nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của chư ni và hứa sẽ trình lên thường trực ban trị sự trong hội nghị tổng kết sắp tới. Mong muốn ni giới trong tỉnh cần đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ủy viên để Phật sự năm 2022 của ni chúng nói riêng, Phật giáo tỉnh nhà nói chung thêm khởi sắc về mọi mặt.